Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 2.600 ca mắc COVID-19 mới. Tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 là học sinh cũng gia tăng. Trước tình hình này, hầu hết các trường học ở Hà Nội đều thông tin đến cha mẹ học sinh về tình trạng dịch COVID-19. Đề nghị học sinh thực hiện đầy đủ 2K, khẩu trang khử khuẩn, kết hợp với các biện pháp vệ sinh, khử trùng phòng dịch. Đồng thời, nhà trường cũng ra các khuyến cáo phụ huynh cần chủ động test COVID-19 cho con khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở trước khi đến trường. Khi đến trường thì học sinh có những cái hiện tượng là sốt này, hoặc là ăn không ngon như mọi khi này, hoặc là các cháu ngồi trong lớp mà có cái hiện tượng uể oải thì các cô giáo cũng phải đưa xuống phòng y tế luôn, hoặc là xuống hỏi, hoặc là điện về cho gia đình phụ huynh học sinh. Tại trường tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhà trường đã cho điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 lên sớm hơn, phòng nguy cơ dịch bùng mạnh, nhất là sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây. Còn tại trường trung học cơ sở Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, mọi hoạt động dạy và học đều diễn ra bình thường. Từ đầu tháng 4 đến nay, nhà trường mới ghi nhận 1 ca học sinh mắc COVID-19, hiện đã khỏe mạnh và đi học trở lại. Cái việc mà chuẩn bị cho một phương án khác thì nó quá đơn giản, bởi vì chúng ta đã qua những cái giai đoạn rất là gay go, những cái giai đoạn nóng bỏng của dịch COVID-19 rồi. Việc tổ chức dạy trực tuyến bây giờ đối với thầy cô giáo và các em học sinh thì lại là hết sức nhẹ nhàng. Các thầy các cô vào mỗi cuối tuần thì luôn đưa cho chúng mỗi lớp một chai clo để có thể khử khuẩn các cái tay nắm cửa và tất cả các cái bề mặt mà chúng ta hay tiếp xúc. Mới đây, Hà Nội vừa ra công văn hỏa tốc về công tác phòng dịch COVID-19, trong đó có ngành giáo dục thành phố chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Mục tiêu dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại, bảo đảm kiểm soát tình hình dịch để phát triển kinh tế, xã hội.